Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Dĩnh Mỹ tổ chức lễ trao lệnh gọi nhập ngũ cho 22 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hoàng Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Dĩnh Mỹ, động viên và chúc mừng 22 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ được mạnh khỏe đồng chí nhắn nhủ các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cần tiếp tục kế thừa phát quy truyền thống anh bộ đội cụ hồ xác định rõ trách nhiệm bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của thanh niên của người công dân việt nam phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ nghĩa vụ quân sự của mình